Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Gỗ Gia Vũ. Thì hôm qua em vừa nhận được một cuộc điện thoại của một bác khách đấy. Thì sau khi trao đổi qua với bác khách đấy, thì bác ấy có bảo rằng là hiện tại bác ấy đang xây nhà mới và trong khoảng 2 tháng nữa là bắt đầu vào nhà mới rồi đấy. Nhưng mà do bận quá nhiều công việc về trong cái phần xây dựng nhà này, giám sát thợ này đấy, về bản vẽ thợ thuyền và những cái công việc cuộc sống hàng ngày nữa, còn chưa kể là sắp tới là về phần nội thất đấy, thì bác lại không biết một chút gì về gỗ các bạn. Không biết một chút gì về gỗ, mà trước đây bác ấy là dân buôn bán, dân bán hoa quả ở chợ Long Biên ấy, nên là không có thời gian nhiều để tìm hiểu về gỗ. Thì bác ấy gọi điện cho em và hỏi em rằng là gỗ vụn và gỗ gõ đỏ của Nam Phi thì thằng nào tốt hơn đấy. Và trong video này em sẽ trả lời cho bác ấy này, và đồng thời bác nào cũng có những cái trường hợp giống của bác ấy là bận rộn không có thời gian tham khảo về gỗ, hay là người mới tìm hiểu về gỗ, thì các bác cũng nên xem hết video này để mình biết được cái thằng gỗ nào nó tốt hơn, và đồng thời là chọn cho mình cái gỗ tốt nhất. Đấy, mà có câu hỏi nào ấy, thì các bác cứ comment xuống bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp cho em sẽ trả lời các bác bằng video cụ thể như thế này các bác nhá. Đấy, thì giờ quay lại cái vấn đề của bác ấy, là bác ấy hỏi là gỗ vụn và gỗ gõ đỏ thì nào tốt hơn. Thì nói đến thằng gỗ vụn các bạn, nói đến thằng gỗ vụn thì với các bác lớn tuổi tầm khoảng từ 60 đến 70 tuổi ngày xưa vẫn theo cái phong kiến, theo cái suy nghĩ của ngày xưa ấy, là sập gụ tổ chè là tốt, đúng không các bác? Đấy, thì hiện tại bây giờ gỗ vụn vẫn được sử dụng cực kỳ là phổ biến, nhưng mà với em thấy trên thị trường bây giờ thì gỗ vụn bây giờ thì thường thường chủ yếu được sử dụng làm đồ thờ đó nhá, chủ yếu là được sử dụng làm đồ thờ. Nhưng mà với bàn ghế thì vẫn có những cái sản phẩm được làm từ gỗ vụn, như những bộ đào này hay là những cái bộ Minh Quốc vẫn có thể được làm bằng gỗ vụn có nhá. Đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ cái gỗ vụn để làm bàn ghế thì cực kỳ ít, chủ yếu nó làm đồ thờ, sập vụ tủ chè đấy, và một số cái mẫu cổ của bàn ghế thôi. Còn về tính chất của gỗ thì cái thằng gỗ vụn này thuộc dạng gỗ là tôm nhỏ lành tính đấy, gỗ gọi là gỗ tốt các bạn đấy, gỗ tốt. Chủ yếu được sử dụng nhiều là cái thằng gỗ vụn Lào được nhập khẩu từ bên Lào, ngoài ra còn có gỗ vụn của Campuchia, vụn Nam Phi đấy, vụn gỗ mật của bông lau của Việt Nam. Đấy, thì có rất nhiều dòng gỗ như vậy, nhưng mà sử dụng phổ biến rộng rãi nhất là thằng gỗ vụn Lào coi nhá. Thì thằng này có một số những cái ưu điểm là tông gỗ nhỏ này, chất gỗ gọi là mịn này, chịu nhiệt khá là tốt, nhưng mà có một số cái nhược điểm là về cái màu sắc của thằng gỗ vụn thì có rất nhiều dòng gỗ vụn coi nhá. Đấy, nên là các bác phải chú ý về màu sắc của thằng gỗ vụn này, thì có một màu nâu đấy, và thằng này nó ngả màu khá là nhanh coi nhá, thằng này nó ngả màu khá là nhanh. Như đợt vừa rồi em có làm một cái sản phẩm bằng gỗ vụn ấy, thì khi mà mình vừa làm hoàn thiện phần màu xong đấy, gỗ cực kỳ là sáng và đẹp, nhưng mà chỉ cần để 3 ngày bạn, để 3 ngày để chờ đợi một cái lô hàng kia nó xong thì mình đưa vào làm ngoài ấy, thì cái khả năng xuống màu của thằng gỗ vụn ấy nó đã xuống màu cực kỳ là rõ, mà mình có thể nhìn thẳng vào mắt thường được luôn các bạn. Nên là khi mà các bác chọn cái thằng gỗ vụn để làm đồ đấy, làm đồ nội thất ấy, thì các bác nên ưu tiên sơn cái thằng gỗ vụn này theo một cái màu gọi là cái màu tối, như màu nâu cánh gián này đấy, hay là nâu cánh gián đậm, nâu cánh gián nhạt các bạn, hoặc là màu nâu vụ đấy, hoặc là các bạn có thể đánh vermi, đặc biệt là gỗ vụ đánh vermi trần trọi thì cực kỳ là đẹp các bạn nhá. Đấy là nhược điểm của thằng gỗ vụ. Nhược điểm tiếp theo của thằng gỗ nữa là cái thằng này rất dễ bị đứt các bạn, rất dễ bị đứt là do tính chất của gỗ nó hay bị đứt đấy, đặc biệt là cái thời tiết nắng nóng ở miền Bắc hiện tại gần đây đấy, nó có những nơi là 35 40 độ ở trong nhà ở ngoài trời, hoặc là khu vực ở tầng 3 các bác để những cái sản phẩm đồ thờ ở tầng 3 đấy, thì nó cực kỳ là nóng và nóng, có những nơi em đi lắp hàng này thì đo được ở trong cái phòng đấy luôn ấy, thì nó có thể lên tới là hơn 40 độ, tại vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đấy, hoặc là hai bên là hai bức tường mà không có hai nhà bên cạnh che chắn nào thì cực kỳ là nóng, đặc biệt là nhà phố các bác đấy. Thì thằng này có cái hiện tượng là rất dễ biến dăm do chịu nhiệt khá là kém là một, cái thứ hai là do cái tính chất của gỗ, và đặc biệt là những mùa hanh khô ấy, là thằng gỗ vụn nó bị nứt răm do cái lượng ẩm của gỗ vụn với lượng ẩm của không khí nó chênh lệch đấy, nó sẽ dễ bị nứt răm ở trong mùa hanh khô là vậy các bạn nhá. Đấy, thì trên đây là những cái phần ưu điểm và nhược điểm của gỗ vụn. Nhưng mà so với thằng gỗ gõ đỏ thì nó như thế nào? Đấy, gõ đỏ bây giờ chủ yếu nó được nhập khẩu về Việt Nam ấy, thì chủ yếu là gỗ gõ đỏ ở Nam Phi, và có rất nhiều loại Pachi, Niger, Ghana là những cái dòng phổ biến, nhưng mà ngoài ra còn có những thằng Dusi này, Congo này, MKB này, Ecop này, hay là vân vân rất nhiều những cái dòng gỗ gõ đỏ khác. Nhưng mà chủ yếu thì có ba thằng như là Niger, Ghana, Pachi, Dusi, bốn thằng được sử dụng nhiều. Thì về tính chất của thằng gỗ gõ đỏ ấy, thì thằng này có một cái màu sắc khá là sáng, các nhá,
màu sáng khá là bền màu các bạn, màu sáng bền màu. Đấy, khi mà mình sơn lên ấy, thì chủ yếu ở đây thì sẽ người ta sẽ sơn cho các bác là sơn màu PU để giữ được cái màu sáng của gỗ, tạo cái cảm giác là năng động, khỏe khoắn cho cái không gian nội thất nhà mình. Đấy, kể cả nội thất thì có nhiều bác ở trong Việt Nam vẫn ưa thích cái dòng gỗ con đỏ mà sơn màu PU các bác. Đấy, thì ngoài ra các bác có thể tham khảo thêm những cái dòng sơn khác, ví dụ như là sơn mình hạ màu nó xuống một tí này, hoặc là mình sơn theo cái sở thích của mình. Đấy, tùy thuộc vào cái sở thích của mình thì mình sơn như thế nào. Đấy là phần về ưu điểm là thằng này được cái bền màu. Cái thứ hai ấy, là gỗ nạc lành sạch, nó không giống như hương đá, nó không giống như hương đá hay là giống như gụ. Đấy, gụ thì nó có một số cái nhược điểm nữa là hay bị mọt nữa. Đấy, hương đá thì nó hay bị mắt màu nhưng mà được là một nhiều vân, nhưng mà thằng gỗ gỗ đỏ này tuy là vân nó khá là ít đấy nhá, ít không đặc sắc như hương đá nhưng mà gỗ lành sạch cực kỳ là nặng các bạn. Tiếp theo là chất gỗ cứng, đanh và nặng. Đấy, có những cái dòng gỗ chịu nhiệt khá là tốt coi nhá, chịu nhiệt khá là tốt. Và những cái thời tiết nắng nóng như này thì những cái dòng như là Niger, Ghana này thì tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, còn có thằng Pachi thì thằng Pachi này về so sánh giữa ba cái thằng gỗ đỏ như là Niger, Ghana thì nó sẽ chịu nhiệt kém hơn, nhưng mà so với sở thằng gỗ gụ ấy thì nó sẽ tốt hơn thằng gỗ gụ các bạn. Và cái ưu điểm nổi trội nhất của thằng gỗ gỗ đỏ mà em cảm thấy là nó tốt hơn hẳn so với những cái dòng gỗ khác ấy, đó chính là khả năng chống chịu mối mọt. Đấy, mà các bác trong miền Nam cực kỳ là ưa thích cái dòng gỗ gỗ đỏ này, tại vì nó chống chịu mối mọt cực kỳ là tốt. Đấy, thì tại vì sao? Tại vì cái dòng gỗ gỗ đỏ này nó được mọc trên cái vùng đất đá vôi có nhau, nên cái hàm lượng đá vôi ở trong gỗ nó cực kỳ là nhiều. Đấy, mà con mọt thế thì nó kỵ cái vôi các bạn. Đấy, nên là các bác nhìn thấy những cái sản phẩm như kiểu gỗ cụ bị mọt, có em có hình ảnh video đây các bác xem này, mọt con mọt nó lúc trước nhìn ra này, nhưng mà so quay sang với thằng gỗ gỗ đỏ ấy, thì nó chỉ dám cắn phá ở cái phần rác gỗ coi nhá, cắn phá ở những phần rác gỗ, còn về phần gỗ thịt thì không bao giờ dám đụng đến coi nhá. Đấy, thì là những cái ưu điểm và cái nhược điểm của hai cái dòng gỗ này rồi. Nhưng mà để so sánh giữa cái dòng gỗ nào tốt hơn ấy, thì gỗ cụ nó sẽ kém phần hơn so với gỗ con đỏ. Nhưng mà chưa hết các bạn. Đấy, nếu mà so tính chất của gỗ nó là như vậy, nhưng mà với khi các bác làm sản phẩm, làm ra sản phẩm ấy, thì nó còn phụ thuộc thêm vào nhiều yếu tố nữa các bạn. Đấy, thì khi mình làm ra sản phẩm, ví dụ mình đặt cái hàng gỗ vụn nó dày. Đấy, ví dụ như một cái bàn thờ mà bên em làm của bác khách, ví dụ bác cái đặt gỗ vụn là khuôn 6 ván 3 phân. Đấy, gỗ lành sạch, nạc và đảm bảo không mọt cho bác. Và một bên là gỗ gỗ đỏ khuôn 4 ván 1,5 phân. Đấy, thì rất bao nhiêu rất nhiều khả năng là gỗ vụn nó sẽ tốt hơn so với là gỗ gỗ đỏ. Đấy, nên là về cái sản phẩm thì các bác phải còn dựa theo yếu tố là độ dày của sản phẩm đấy, và cái chất cái lượng gỗ mà làm sản phẩm đó các bạn. Nên là các bác đi mua hàng đấy, thì các bác nắm rõ được là gỗ gỗ đỏ tốt hơn gỗ vụn rồi, nhưng mình còn phải tùy thuộc vào độ dày của sản phẩm nữa các bạn nhá. Đấy, nên là khi đi đặt hàng này thì em vẫn khuyến khích các bác là đặt những cái sản phẩm hàng nó dày dặn hơn, ví dụ như thằng gỗ hương đá hoặc là thằng gỗ đỏ là hai thằng gỗ có tính chất tốt và ổn định ấy, thì các bác có thể đặt cái hàng nó mỏng đi một tí để nó phù hợp với giá cả, phù hợp với túi tiền của mình đấy. Nhưng mà với những cái thằng có tính chất gỗ nó không được tốt hoặc là nó không được xuất sắc các bác, như thằng gỗ này hương đỏ này đấy, mít này, thì các bác có thể đặt nó dày lên để nó đảm bảo chất lượng hàng cho mình, và đồng thời là cái giá cả của nó thì nó cũng sẽ nhỉnh lên một tí, nhưng mà bù lại nó được cái chất lượng đấy, nó sẽ để lại cho nhiều đời sau các bác nhá. Thì cảm ơn các bác đã xem hết video này. Đấy, bác nào có cái câu hỏi nào về đồ gỗ, đồ thờ, nội thất phòng thờ ấy, thì các bác cứ comment xuống phần bên dưới. Em vẫn sẽ trả lời các thắc mắc này cho các bác một cách nhanh nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất. Các bác nhá. Xin chào các bác.